Vâng, Tâm xin kính chào quý anh chị khách hàng nhà đầu tư, quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Thì hôm nay Tâm làm một clip giới thiệu về tất tần tật hệ thống giao thông tại Nhân Trạch, những con đường, những cây cầu kết nối từ Nhân Trạch ra các tỉnh thành hoặc các huyện ở xung quanh, và nó đã làm chưa, làm tới đâu hay là khi nào làm. Thì trong giới hạn kiến thức của Tâm thì Tâm sẽ giới thiệu cho anh chị một số thông tin, nhưng mà nó cũng khá là đầy đủ theo Tâm. Thì hệ thống giao thông Nhân Trạch thì tương đối là đang được hoàn thiện và có những tuyến đường rất là quan trọng để đi qua huyện Nhân Trạch. Thì như anh chị đã biết, huyện Nhân Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai thì có vị trí tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và tiếp giáp ngay trung tâm hành chính mới của thành phố Thủ Đức, đó là quận 2, và là chính là trung cũng gần trung tâm tài chính Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức, mà sau này cũng được định hướng phát triển bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái từ Nhân Trạch mà di chuyển đến các cái khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, anh chị nhìn trên bản đồ thì nó rất là gần, gần hơn một số khu vực của quận 9, gần hơn Dĩ An và một số khu vực lân cận khác, để cho thấy vị trí của Nhân Trạch là rất thuận tiện. Thì Nhân Trạch nằm tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Đây có thể gọi là một vị trí nằm trong trung tâm của tam giác vàng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Thì hiện tại hệ thống giao thông của huyện Nhân Trạch thì với tiến độ hiện tại thì nó làm được khoảng tầm 70% rồi anh chị. Thì anh chị có thể xem cái hình này, tuy nó đã cũ nhưng mà nó cũng khá chính xác. Nhưng chị đã thấy là màu đỏ là những tuyến đường mà đang triển khai, màu xanh là những tuyến đường hiện hữu, và màu vàng cam là những tuyến đường mà nằm trong quy hoạch và sắp tới sẽ triển khai. Thì ở huyện Nhân Trạch thì anh chị sẽ thấy là ở đây là có những vị trí mà sẽ kết nối ra các khu vực xung quanh, như là thứ nhất là Phà Cát Lái, là khu vực này anh chị. Thì nó đã có từ lâu đời rồi và hiện tại thì vẫn vận chuyển hành khách từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Cát Lái, nay là thành phố Thủ Đức, sang huyện Nhân Trạch với cái mật lưu lượng, cái khối lượng trung chuyển rất là lớn, mỗi ngày khoảng 50-60.000 lượt khách. Và ở vị trí này thì có quy hoạch một cây cầu Cát Lái. Thì trên bản đồ này là nó cũ rồi, thì như Tâm nói nhiều là Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh là cây cầu này là 20 năm rồi, thì nó đủ kiểu quy hoạch. Thì hiện tại gần nhất trong một năm trở lại đây, khi bên Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch thì Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh là thống nhất là đưa cây cầu nó sang vị trí này rồi. Nghĩa là những anh chị mà đón đầu những cái đường cầu Cát Lái ở vị trí này thì bây giờ là nó đã điều chỉnh sang bên này, thì nó cũng khá là hụt hẫng đấy. Có phần nếu mà anh chị mua mặt tiền hay gì đó thì chưa chắc đã ngon, bây giờ có thể thiệt hại. Thì nó điều chỉnh sang đây, thì để Tâm mở cái bản đồ quy hoạch cho anh chị theo dõi cho nó chi tiết. Đây, ngày trước thì nó sẽ điều chỉnh đường này, thì bây giờ nó sẽ mở xích xuống cách Phà Cát Lái vài cây số rồi. Ngày xưa nó chỉ cách khoảng độ trước thì làm từ phà trong phà gần Phà Cát Lái luôn, để xích ra xa một xíu khoảng 500-700 mét, rồi bây giờ nó cách ra như đến đây luôn. Đây là quy hoạch mới nhất, thì nó đã điều chỉnh đường cầu Cát Lái, đường dẫn cầu Cát Lái bên Nhân Trạch cũng điều chỉnh xuống đây luôn. Sau này nó sẽ cắt đường 25C và đường Hùng Vương tại đây. Thế là ở đây cái cầu Cát Lái thì Tâm cũng có làm một clip cách đây khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi rồi, anh chị có thể theo dõi, có tìm trong kênh của Tâm. Đó là cái tên video là
Sự thật về cầu Cát Lái thì anh chị sẽ thấy nó đầy đủ, và theo Tâm thì cầu Cát Lái sẽ chưa được triển khai sớm đâu. Cầu Cát Lái sẽ cần thời gian, chắc chắn sẽ làm, bởi vì cây cầu này quan trọng nhất đối với huyện Nhân Trạch, nhưng mà chưa làm, hiện tại là chưa làm. Thì tiếp theo anh chị sẽ thấy đó là đường Vành Đai 3, là cái vị trí màu cam này cũng là những con đường quy hoạch và sắp tới làm thì chưa làm. Ở đây chỉ có cái màu đỏ này này là cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì thực ra màu đỏ là đường đang triển khai, nhưng mà cái bản đồ này cũ thì nó cái đường cao tốc Long Thành Dầu Dây đã hoàn thiện rồi, sau này nó chỉ nâng cấp mở rộng lên nhiều làn hơn thôi. Thì đường Vành Đai 3 thì nó sẽ bắt đầu từ cao tốc Bến Lức Long Thành, huyện Nhân Trạch, nó sẽ kết nối đi ngang, nó thuộc địa phận Phú Thạnh, Nhân Trạch là chủ yếu, sau đó sang Long Tân, thì nó sẽ kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đi ra hướng Tân Vạn. Đồng Nai và sau đó đi Bình Dương. Thì cái đường vành đai 3 này thì nó đã có dự toán kinh phí, đã có chọn chủ đầu tư, nhưng mà hiện tại thì một số hình thức theo thông tin mới nhất thì nó chưa thỏa đáng về vốn, nên bây giờ là vấn đề lớn nhất của vành đai 3 đó là vấn đề về vốn. Thì hy vọng sắp tới cái đầu tư công và những cái khoản ngân sách từ nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thì sẽ hỗ trợ và hoàn thiện con đường này. Thì con đường này theo Tâm thì sẽ làm sớm, và theo thông tin thì nó là 2022, khoảng cuối năm 2022 thì nó triển khai. Cái đoạn này cực kỳ quan trọng, nó ý nghĩa quan trọng không kém gì cầu Cát Lái anh chị. Thì như vậy là tuyến đường này cũng chưa hoàn thiện và sắp tới mới được triển khai. Con đường tiếp theo là con đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì con đường này kết nối Tây Nam Bộ sang Đông Nam Bộ về vận chuyển hàng hóa thuận lợi và rút ngắn và tránh đi vào trung tâm. Thì tuyến đường này đã đầu tư khoảng 10 năm nay và hiện tại thì tiến độ thi công khoảng 70% rồi. Nó gần hoàn thiện nhưng mà nó lại vấn đề về vốn tiếp. Thì nó đang chỗ làm chỗ nghỉ. Thì nhưng mà nếu anh chị nhìn trên Google Map thì anh chị sẽ thấy là hệ thống cái tuyến đường của cao tốc Bến Lức Long Thành thì hoàn thiện cũng khá khá. Đây anh chị sẽ thấy những cái vị trí nó làm từ Nhà Bè quận 7 qua Cần Giờ đây. Rồi từ Cần Giờ đi qua Nhân Trạch thì những cái cầu nó đã đổ trụ cao hết rồi, nó chỉ cần Hợp Long nữa là nó kết nối thôi. Thì nó vẫn đây, những vị trí đây thì nó vẫn đang làm, nhưng mà nó cũng vừa làm vừa hoãn bởi vì nhu cầu vốn. Thì nó đã tất cả anh chị nhìn nó thành hình hết rồi, thậm chí Google Map nó chưa chụp rõ, nhưng mà nếu anh chị thực tế có một số clip thì anh chị cũng có thể tìm trên YouTube thì anh chị cũng có thể thấy là nó khá là tương đối hoàn thiện. Thì theo tiến độ cập nhật thì nó được 70% anh chị. Thì đây là tuyến đường kết nối quan trọng đối với cả hai khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, và kết nối trực tiếp hàng hóa công nghiệp từ khu vực Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối vào các khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép, Thị Vải. Thì cái đường cao tốc này thì nó sẽ có hai cái vị trí để xuống huyện Nhân Trạch, đó là vị trí ở vành đai 3 anh chị, màu cam và màu đỏ. Vị trí này sẽ là một nút giao thông, và ngay tại vị trí đường 319 nối dài đường Trường Chinh thuộc xã Phước An, huyện Nhân Trạch, thì nó sẽ có một nút kết nối vào đây và một hướng đi thẳng ra quốc lộ 51 sân bay, một hướng sẽ đi xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tuyến cao tốc này cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa kinh tế và tác động rất nhiều tới sự phát triển của huyện Nhân Trạch. Thì ba con đường này thì đều ban đường Tâm vừa giới thiệu thì đều có hai đường thì chưa triển khai, và con đường cao tốc thì đã triển khai,
cao tốc Bến Lức Long Thành. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Dầu Giây thì anh chị đi nhiều anh chị biết rồi, thì nó đã hoàn thiện. Ok, và vừa rồi thì có một nút giao thông quan trọng đã được kết nối xuống từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây để đi xuống huyện Nhân Trạch. Nó hoàn thiện và chính thức thông xe vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, vừa rồi cách đây độ hơn 20 ngày. Thì tuyến đường 319 này cực kỳ quan trọng anh chị, và nó giúp hoàn thiện cái hệ thống giao thông mà đang gần như là không có một cái điểm liền mạch kết nối từ vị trí xã Phước Thiền cho tới về phà, cho tới sang bên huyện Long Thọ đi một vòng Nhân Trạch. Anh chị thấy chỉ có 319 là kết nối xuống tạm thời nha anh chị, còn tương lai thì rất nhiều tuyến đường anh chị đã thấy đó, vừa quy hoạch vừa đang làm dở thì nó sẽ kết nối sau, nhưng mà hiện tại chỉ có 319, và 319 đã tác động tới cái khu vực trung tâm công nghiệp và cái khu vực Phước Thiền, Long Thọ, Phước An này rất là lớn. Bây giờ anh chị di chuyển từ những cái khu vực ở huyện Nhân Trạch này về Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm ngang bằng với anh chị di chuyển từ các phường thuộc quận 9, thành phố Thủ Đức hiện nay đấy, là về trung tâm quận 2 hay là trung tâm quận 1, anh chị đi easy luôn, khoảng tầm 25 đến 30 phút, bởi vì di chuyển trên 319 lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì anh chị đi rất là nhanh. Tốc độ rất là nhanh, thì đường 319 hiện tại đã thông xe và di chuyển cực kỳ thuận lợi. Thì đường 319 này nó đã kết nối hai cao tốc anh chị. Thì bây giờ là nó kết nối Long Thành Dầu Giây, sau này nó sẽ kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành tại nút này. Thì cách đây ít ngày cũng đã có văn bản là sẽ chi 355 tỷ hoàn thiện từ cái đoạn còn lại, nó làm đến chỗ màu xanh là chỗ đã làm rồi anh chị, cho đến đường vào cảng đây thì nó sẽ làm nút giao thông với cao tốc Bến Lức tại đây luôn. Sau này cao tốc Bến Lức làm xong thì nó sẽ hình thành một cái nút giao thông cực kỳ quan trọng, không kém gì nút giao thông 319 đường Trần Phú mà anh chị đi hiện nay. Thì nó sẽ khu vực này cũng sẽ tương tự. Và hơn nữa là cách đây một ngày thôi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sẽ hỗ trợ cho Bà Rịa Vũng Tàu làm tuyến đường từ cảng Phước An kết nối xuống cảng Cái Mép để giúp di chuyển hàng hóa, công nghiệp, dịch vụ, vận tải nó thuận lợi hơn, và nó sẽ tiết kiệm và nó kinh tế hơn. Từ khu vực Nhân Trạch, Thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thẳng cảng Cái Mép mà không phải ra quốc lộ 51, hay là từ cao tốc Bến Lức Long Thành từ miền Tây di chuyển xuống cảng Cái Mép cho nó thuận tiện. Thì tuyến đường này là gần 5.000 tỷ anh chị, và đã được trung ương, ngân sách trung ương hỗ trợ 2.000, còn lại gần 3.000 thì địa bàn địa phương Bà Rịa Vũng Tàu chi hết luôn. Vậy là Nhân Trạch không cần bỏ, và Nhân Trạch đã quy hoạch sẵn cái đất ở đây rồi. Đất ở này chủ yếu là đất ngập ngập mặn và một số đất sinh lầy thôi anh chị. Đây khu vực này anh chị thấy thuộc xã Phước An. Đây thì như vậy là cái khu vực cảng Phước An này sẽ có con đường kết nối xuống Bà Rịa Vũng Tàu, và thông tin chính xác nhất là sẽ khởi công vào quý 3 năm 2022 luôn anh chị. Và ở đây còn có một cái cụm khu công nghiệp Phước An 550 hecta ngay tại nút giao thông này luôn, thương mại dịch vụ công nghiệp hậu cần cảng đó. Thì khu vực này rất nhiều anh chị cũng có đánh giá đó là nó sẽ không kém phần so với cái nút giao thông 319 hiện tại. Thì anh chị biết đối với bất động sản thì những cái tuyến giao thông này kết nối thì nó sẽ tác động rất lớn, ví dụ như đường 319 thông xe từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây xuống thì đường 319 mặt tiền giá đã nhân 4 lần. Trước chỉ có 30 triệu ngang giá với Hùng Vương các anh chị, khoảng 3 4 năm trước. Chỉ trong 3 4 năm thì cái đường 319 hoàn thiện thì hiện tại giá đất của nó là 120 cho tới 150 triệu một mét vuông. Trung bình thì anh chị muốn mua được ở đây thì cũng phải loanh quanh 14 15 tỷ trở lên đến 30 tỷ tùy diện tích. Nó cực kỳ cao anh chị, mà hiện tại thì khu vực ở Long Thọ Phước An thì nút giao thông này thì giá đất mặt tiền đang rất là rẻ, loanh quanh 3 tỷ anh chị. Nên cơ hội đầu tư theo Tâm ở khu vực này, Tâm cũng có làm clip luôn, thì anh chị có thể mở theo dõi xây cái tuyến đường Lê Hồng Phong, tuyến đường số 1 đấy anh chị. Thì anh chị đây là một cơ hội đầu tư lớn. Thì như vậy là đường 319 và đường kết nối từ Nhân Trạch đường cảng Phước An đi xuống đường liên cảng Cái Mép Bà Rịa Vũng Tàu, thì đó cũng là một đường kết nối huyện Nhân Trạch ra thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Thì con đường cao tốc Bến Lức Long Thành này nó còn kết nối ra quốc lộ 51. Khu vực này em nhớ không nhầm hình như là thuộc Phước Thái, Long Thành. Thì đó là một đường kết nối ra nữa, có thể thấy Nhân Trạch kết nối rất là nhiều, giao thông rất là nhiều. Thì ngay tại cái đường gần đường 319 này, con đường Hùng Vương, thì anh chị cũng thấy hiện tại nó đã kết nối ra thị trấn Long Thành. Đây ở khu vực này trên bản đồ thì nó đường nhỏ nó không thể hiện, nhưng mà thực ra nó cũng không nhỏ, nó khoảng 30 mét rồi, 20-30 mét. Tiếp theo là trung tâm con đường 25B, hay gọi là con đường Tôn Đức Thắng. Thì nó kết nối từ khu vực trung tâm huyện Nhân Trạch đi ra quốc lộ 51 thuộc Long An, Long Thành. Đường 25C cũng tương tự. Đường 25B thì hoàn thiện 100% rồi anh chị, rộng 100 m. Đường 25C cũng 100 m. Đường 25C thì nó sẽ sau cái đoạn màu đỏ là chưa làm anh chị. Nó chỉ làm một khúc này, vừa làm một khúc này là đoạn 25C này, làm đến cái đường Nguyễn Hữu Cảnh là đường này. Đoạn màu đỏ nhỏ này đã làm, đoạn màu xanh này đã làm trong khu công nghiệp thì công nghiệp nó đã hoàn thiện rồi. Cái đoạn màu đỏ ra kết nối ra sân bay Long Thành thì chưa làm. Thì như vậy đường 25C cũng là một đường trục chính kết nối của huyện Nhân Trạch. Đó, đây là nếu mà chúng ta xem những cái vị trí kết nối của huyện Nhân Trạch đi ra ngoài tỉnh Long Thành thì có rất nhiều con đường. Trên quy hoạch cả thực hiện rồi, triển khai rồi thì có 1, 2, 3, 4 đi về thành phố Hồ Chí Minh. 5, 6, 7, 8, 9. Tổng cộng nếu mà bây giờ hiện tại trên quy hoạch và đã triển khai thì anh chị sẽ có 9 con đường kết nối ra từ Nhân Trạch đi ra các vị trí xung quanh, chưa kể những cái vị trí như là một số cái tuyến đường thủy thì nó cảng nhỏ nhỏ, ví dụ như cảng Long Tân, hay là một số cảng ở khu vực khu công nghiệp Ông Kèo, hay là cảng Phước An. Thì anh chị thấy là nó có rất nhiều cái tuyến đường giao thông đường thủy nữa. Thì ở đây mình nhìn những cái tuyến đường thì cũng có tới gần 9 tuyến đường kết nối đi ra từ huyện Nhân Trạch ra các khu vực tỉnh huyện xung quanh. Thì Nhân Trạch có vị trí cực kỳ tiện lợi và cực kỳ thuận lợi cho phát triển anh chị, do đường giao thông mà kết nối, mà Nhân Trạch hiện tại thì so với khu vực thì nó chưa phát triển lắm, nên cái giá đất hiện tại ở đây rất rẻ. Khi cái đường giao thông và tất cả tuyến đường hoàn thiện thì huyện Nhân Trạch sẽ cực kỳ phát triển anh chị. Anh chị nhìn một bên là trung tâm của huyện, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, bên này là sân bay quốc tế Long Thành, trên dưới này là cảng Cái Mép, Thị Vại. Nói chung vị trí của nó tiếp giáp rất là vị trí quan trọng. Phía bên này thì tiếp giáp với thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Các tuyến đường giao thông sẽ hỗ trợ Nhân Trạch cực kỳ nhiều. Thì phần lớn là cũng khoảng 70% tiến độ các đường giao thông xong rồi. Hiện tại anh chị xem thì chỉ còn con đường kết nối xuống khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì năm tới triển khai vành đai 3, cũng khả năng là trong quý 3 năm tới 2022 luôn. Đường cao Cát Lái có quy hoạch nhưng mà chưa làm. Đường cao tốc Bến Lức Long Thành, hy vọng nguồn vốn ngân sách mới thì sẽ tiếp tục hoàn thiện, nó cũng hoàn thiện 70% rồi. Đó, còn lại tất cả những tuyến đường khác như 319, các con đường nội bộ bên trong thì gần như là đã hoàn thiện anh chị. Như vậy là clip này Tâm giới thiệu cho anh chị cái hệ thống giao thông và những cái tuyến đường kết nối từ Nhân Trạch ra các khu vực khác, cái tiến độ và cái tình hình triển khai hoàn thiện của nó. Tâm xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi.